kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, miền Bắc đã bước vào giữa thu, tuy nhiên thời tiết lại không mát mẻ dễ chịu như thường lệ. Ban ngày trời nắng chói chang mang đến cảm giác khá là oi bức như là ở những ngày chính hè. Nguyên nhân là do toàn khu vực bị bao trùm bởi hình thế vùng khí nóng từ rìa phía tây của khối khí biển, khiến cho nhiệt độ cao nhất ngày tại khu vực Bắc Bộ đều đạt mức là 34 đến 35 độ. Tuy nhiên, trong đêm nay và ngày mai thì khối khí nóng bởi rìa phía tây vùng khí biển đang có quá trình là rút dần ra phía đông, do đó sẽ tạo ra những nhiễu động từ biển tác động vào đất liền. Thời tiết trong ngày mai được dự báo sẽ nhiều mây hơn so với ngày hôm nay, thậm chí là vào ban ngày đôi lúc sẽ có mưa. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ chỉ dao động trong khoảng 33 đến 34 độ. Với mức nhiệt như thế này thì thời tiết trong ngày thứ bảy cuối tuần nhìn chung sẽ không gây ảnh hưởng gì cho cuộc sống sinh hoạt cũng như là các kế hoạch vui chơi diễn ra ngoài trời của người dân. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia về thời tiết, có một điều đáng lưu ý là từ chiều tối và đêm mai trở đi, nhiều khả năng ở khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa dông trở lại. Trong đó, vùng mưa sẽ tập trung chủ yếu ở các tỉnh khu vực phía Nam Đồng Bằng như là tại Hà Nội, Hòa Bình, Thái Bình, Nam Định và sẽ lan rộng ra cả khu vực phía Nam Sơn La. Thưa quý vị, ngày hôm nay, nơi đón nhận được nhiều năng lượng mặt trời nhất là các tỉnh ven biển khu vực Trung Bộ, trải dài suốt từ Thanh Hóa xuống đến tận khu vực Thừa Thiên Huế. Nền nhiệt tại đây đồng loạt phổ biến ở ngưỡng 34 đến 35 độ. Riêng một số nơi thuộc khu vực vùng núi phía Tây, mức nhiệt còn bị đẩy lên ngưỡng sấp xỉ hoặc là trên 36 độ. Thời tiết nóng bức hơn hẳn so với các nơi khác. Trong đêm nay và ngày mai, thời tiết trên khu vực hầu như không có nhiều biến đổi. Những tia nắng vàng vẫn tiếp tục trải đều trên khu vực từ sáng và kéo dài cho đến buổi chiều, song với cường độ không quá gay gắt nên cũng thuận lợi cho người dân trong ngày cuối tuần. Nằm xa hơn về phía Nam, nhờ những luồng gió Tây Nam liên tục mang hơi ẩm từ biển thổi vào, khiến cho các tỉnh khu vực từ Bình Định trở vào cho đến khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận duy trì một chế độ thời tiết dễ chịu hơn hẳn so với các tỉnh phía Bắc. Tại đây thì mức nhiệt cao nhất trong ngày mai phổ biến trong khoảng 33 cho đến 34 độ. Đến chiều tối thì mưa dông cũng chỉ xuất hiện ở một vài nơi với lượng không nhiều nên tiết trời rất mát mẻ. Với các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do tác nhân hút gió là giải hội tụ nhiệt đới hiện đang có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc, nên trường gió Tây Nam ở các tỉnh phía Nam hoạt động có phần yếu dần đi. Những cơn mưa chỉ còn diễn ra trong khoảng từ chiều tối trở về đêm và lượng mưa thì cũng giảm hơn so với những ngày trước. Trong đêm nay, mưa dông trên khu vực chỉ xảy ra ở diện rải rác, song bắt đầu từ chiều tối ngày mai trở đi thì đới gió Tây Nam sẽ hoạt động mạnh hơn nên những cơn mưa sẽ lại tăng lên ở trên hai khu vực này. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay, cơn áp thấp nhiệt đới đang tồn tại ở phía đông của Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Kamegi. Vào hồi 13 giờ trưa nay ngày 12 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc, 130,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển khu vực phía trung Philippines là khoảng 730 km về phía đông, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 13 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc, 126,8 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon của Philippines khoảng 540 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 10, cấp 11. Diễn biến của cơn bão này còn rất phức tạp, quý vị cần theo dõi trong các bản tin tiếp theo. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay của kênh VTC14. Chúc quý vị có một buổi tối ấm áp và hạnh phúc. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.